các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chăm con hiện đại lại thành hại con. Các chuyên gia khoa nhi và sơ sinh ghi nhận nhiều hậu quả từ việc cha mẹ chăm con quá kỹ tới mức cực đoan. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Thảo, khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ, nguyên nhân chính là do ngày nay có quá nhiều thông tin sai lệch trên mạng từ các hội nhóm. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng không phải ai cũng biết cách chọn lọc thông tin chính thống, khoa học đã được xác thực để áp dụng nuôi dạy trẻ một cách đúng đắn. Điển hình trong số đó là trường hợp của chị PTT, 29 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cực đoan tới mức không cho con tiêm bất cứ loại vaccine nào. Chị nghĩ rằng tiêm ngừa, tức là đưa bệnh vào người, không tốt cho sức khỏe. Điều này vô cùng nguy hiểm vì khi dịch bệnh bùng lên, con chị sẽ không được bảo vệ, nguy cơ mắc bệnh rất cao. Hay như chị TD, 34 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần đưa con đi khám bệnh, đã thắc mắc với bác sĩ rằng tại sao mình giữ con rất kỹ trong nhà, bé chỉ ăn đồ mẹ nấu rất sạch sẽ mà vẫn hay bệnh vặt. Chị còn giặt tay đồ của bé bằng nước giặt dịu nhẹ, phơi riêng, ủi để diệt khuẩn. Thậm chí chị còn không cho con tiếp xúc với trẻ em khác vì sợ con lây bệnh. Sữa của bé cũng được chị pha bằng nước khoáng hoặc nước tinh khiết đóng chai. Bác sĩ đã cảnh báo rằng những việc chị D áp dụng chưa chính xác. Chị không hiểu rằng trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi cần được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, thậm chí là tác nhân gây bệnh để xây dựng hệ thống miễn dịch. Việc tiêm ngừa là để trẻ có kháng thể bảo vệ trước bệnh tật. Việc pha sữa cho trẻ bằng nước khoáng, các loại nước đóng chai được bổ sung khoáng chất, tính kiềm là không cần thiết. Tốt nhất là dùng nước đun sôi để nguội, pha sữa với nước khoáng hoặc các loại nước đã được can thiệp bổ sung chất này, chất kia có thể làm trẻ không hấp thu được hết dinh dưỡng trong sữa. Về lâu dài, làm trẻ thiếu hoặc thừa chất nào đó. Bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh, Hội Nhi khoa Việt Nam cũng thường xuyên ghi nhận trẻ bị bệnh xuất phát từ nguyên nhân cha mẹ chăm con theo lối hiện đại. Những phụ huynh này đều đọc các thông tin từ hội nhóm trên mạng, lầm tưởng rằng mình đang nuôi con rất khoa học, thông thái. Mới đây, bác sĩ Nhã Khanh khám cho một bé 5 tháng tuổi, nặng 6,4kg, bị trào ngược dạ dày nặng và biếng ăn. Mẹ của bé kể mình luôn sợ bé nhẹ cân, ngày nào chị cũng cho con cân và bị căng thẳng với việc ăn và bú của bé. Ai tư vấn có gì bổ dưỡng là chị đều mua về cho bé dùng. Một em bé mới 5 tháng tuổi mà uống tới 9 loại thuốc bổ trong ngày. Tính ra, cứ mỗi 2 tiếng, bé lại được mẹ cho dùng một loại thuốc bổ. Trẻ dưới 6 tháng tuổi, dạ dày nằm ngang và cao nên hay bị trào ngược sinh lý. Việc bổ sung tới tấp thuốc bổ khiến tình trạng trào ngược của bé càng thêm nặng. Bên cạnh đó, các loại thuốc bổ cho trẻ nhỏ thường là dạng siro, hàm lượng đường cao nên bé ăn không ngon miệng, chán ăn. Điều này như một vòng xoáy tuần hoàn, con lười ăn, cha mẹ cho uống nhiều thuốc bổ, từ đó bé bị trào ngược, chán ăn. Thế còn biếng ăn, cha mẹ lại tích cực bổ sung thuốc bổ. Một ca khác là bé trai 3 tuổi, nặng 11kg, nhưng mẹ nghĩ con gặp vấn đề về dinh dưỡng. Khi khám, bác sĩ thấy bé bị rậm lông, hỏi ra thì mẹ bé đưa một mớ thuốc bổ đã được lột sạch vỏ. Người mẹ cho biết đã lên mạng xin được một toa thuốc tăng cân cho con uống 28 ngày. Xem toa thuốc, bác sĩ Nhã Khanh nhận thấy thành phần có corticoid gây phù nên cha mẹ tưởng lầm là con đang bụ bẫm hơn. Nhưng thực chất, tác dụng phụ của loại thuốc này lại rất nghiêm trọng. Cân nặng của một đứa trẻ dưới 5 tuổi chủ yếu là do dinh dưỡng. Nếu dinh dưỡng kém, bé sẽ chậm tăng cân, thiếu cân và ảnh hưởng đến chiều cao. Trẻ bị nhẹ cân kéo dài sẽ dẫn đến thấp còi. Cha mẹ nên theo dõi chỉ số cân nặng của bé đều đặn. Nếu thấy bất thường, cần đi khám chuyên khoa nhi để không bỏ lỡ cơ hội can thiệp, ngăn các ảnh hưởng về sức khỏe, chiều cao và cả sự phát triển trí não của trẻ.